Xin chào, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn lịch sử. Bài 21, Trịnh Nguyễn Phân Chanh. Tình hình nước ta đầu thế kỷ thứ 16. Vua chỉ bày trò ăn chơi xa xỉ, suốt ngày đêm bắt dân xây thêm nhiều cung điện. Nhân dân gọi vua Lê Y Mục là vua quỷ, gọi vua Lê Tương Dực là vua lợn. Quan lại trong triều chia phe phái, đánh giết lẫn nhau để giành quyền lợi. Nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam Triều, Bắc Triều. Năm 1527, xuất hiện một nhân vật tên là Mạc Đăng Dung, một quan võ trong triều đình nhà Lê. Mạc Đăng Dung thuở nhỏ, nhà nghèo, nhờ có sức khỏe đã luyện võ tìm cách tiến thân, thi đỗ võ trạng nguyên. Năm 1527, lợi dụng tình hình suy thoái của nhà hậu Lê, Mạc Đăng Dung đã cầm đầu một số quan lại, cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc, sử cũ gọi là Bắc Triều vì ở phía Bắc. Nam Triều là triều đình của dòng họ Lê. Năm 1533, Nguyễn Kim, một quan võ của triều Lê, đã tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê, đưa lên ngôi, lập ra một triều đình riêng ở Thanh Hóa. Hai thế lực phong kiến, Nam Triều và Bắc Triều, tranh giành quyền lực với nhau, gây nên cuộc chiến tranh Nam Triều, Bắc Triều. Chiến tranh Nam Triều, Bắc Triều kéo dài hơn 50 năm. Đến năm 1592, khi Nam Triều chiếm được Thăng Long, thì chiến tranh mới kết thúc. Chiến tranh Trịnh, Nguyễn. Nguyên nhân: khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ triều chính. Con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng, được cử vào trấn thủ vùng Thận Hóa, Quảng Nam xây dựng lực lượng. Hai thế lực phong kiến, Trịnh, Nguyễn tranh giành quyền lực đã gây nên cuộc chiến tranh Trịnh, Nguyễn. Diễn biến: trong khoảng 50 năm, hai họ Trịnh, Nguyễn đánh nhau 7 lần, vùng đất miền Trung trở thành chiến trường ác liệt. Kết quả: hai bên lấy sông Danh, Quảng Bình làm ranh giới chia cắt đất nước, đằng ngoài từ sông Danh trở ra, đằng trong từ sông Danh trở vào, và làm cho đất nước bị chia cắt. Đây là bản đồ thể hiện ranh giới đằng trong và đằng ngoài vào thế kỷ thứ 16. Đời sống nhân dân thế kỷ thứ 16, đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ, đàn ông thì phải ra trận, chém giết lẫn nhau, vợ phải xa chồng, con không thấy bố, kinh tế đất nước suy yếu. Cùng nhìn lại sơ đồ, tóm tắt các sự kiện xảy ra khi nhà Lê suy yếu. Từ cuộc chiến Bắc Triều, Nam Triều do Mạc Đăng Dung và Nguyễn Kim đứng đầu. Đến cuộc chiến đằng ngoài, đằng trong do hai họ Trịnh, Nguyễn gây ra, làm cho đất nước loạn lạc, ảnh hưởng đến nhiều đến sự phát triển của đất nước trong vòng hơn 200 năm. Qua bài học này chúng ta cần ghi nhớ: từ đầu thế kỷ thứ 16, chính quyền nhà Lê suy yếu, các tập đoàn phong kiến xâu xé tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.